Nếu ai đó học lạc, có biết đường về không thì hãy xem hết clip dưới đây. Hình ảnh được. Hình ảnh được trích xuất từ camera dấu kính ghi lại, người cha già hôm nào cũng thức khuya đợi con. Chỉ cần nghe thấy tiếng con guộc gọi về trong đêm là vội vàng ra mở cửa. Được cái đứa con guộc này khá ngoan, đi chơi về có hôm chào bố có hôm không nhắc thì không chào. Tình cha con thật là cảm lạnh quá đi.